Tạp chí Mỹ MotorTrend vinh danh 50 tên tuổi ảnh hưởng nhất ngành ô tô thế giới với tỷ phú Phạm Nhật Vượng thứ 47, Elon Musk thứ 50. Đây là lần đầu tiên tỷ phú người Việt lọt top danh sách 50 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất ngành công nghiệp ô tô thế giới do MotorTrend lựa chọn, công bố vài ngày trước. Đây là tạp chí chuyên ngành ô tô lâu đời bậc nhất tại Mỹ, ra đời từ năm 1949. Danh sách quy tụ những lãnh đạo của không chỉ các hãng xe mà còn các nhà cung cấp trong ngành như chip hay pin cho xe điện và cả các tay đua F1. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Vingroup, CEO của VinFast ở vị trí thứ 47. Trong khi đó, tỷ phú Mỹ Elon Musk, CEO hãng xe điện Tesla đứng ở vị trí 50. Cả VinFast và Tesla đều là các hãng xe thuần điện. Trong khi Tesla là một trong những hãng tiên phong, tay chơi nhiều kinh nghiệm thì VinFast vẫn chỉ là người mới, một start-up trong ngành. Hiện thương hiệu xe Việt đang mở rộng ra thị trường toàn cầu, trong đó có Mỹ. Báo cáo thị trường bất động sản mới nhất của Savills cho thấy, dòng sản phẩm biệt thự, nhà phố tại thành phố Hồ Chí Minh đang hoạt động yếu nhất kể từ năm 2019 đến nay, với lượng giao dịch và tỷ lệ hấp thụ sụt giảm liên tiếp. Cụ thể, trong năm 2023, nguồn cung sơ cấp giảm 40% theo năm, xuống 993 căn, thấp nhất trong 5 năm vừa qua và chủ yếu đến từ hàng tồn kho giá cao. Tương tự, lượng bán và tỷ lệ hấp thụ thấp nhất trong 5 năm qua giảm xuống còn 29% và lượng bán chỉ đạt 286 căn, giảm 73% theo năm. Do nguồn cung giá cả phải chăng vẫn còn hạn chế, lượng căn giá cao tiếp tục chiếm lĩnh thị trường khi các căn giá trị trên 30 tỷ đồng chiếm 67% tổng lượng bán. Theo Savills Việt Nam, trong năm 2024, nguồn cung mới dự kiến có 1.400 căn gia nhập thị trường, trong đó sản phẩm từ 20 đến 30 tỷ đồng chiếm khoảng 65%. Dự kiến đến năm 2025, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ đầu tư xây dựng khoảng 3.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030, từ 10.000 đến 15.000 căn. Nội dung này sẽ được Đoàn Chủ tịch và Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ cho ý kiến vào cuối tháng 4 tới đây. Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, kỳ họp thứ 6 Quốc hội đã thông qua luật nhà ở sửa đổi. Trong đó quy định, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn tài chính công đoàn cho công nhân, người lao động thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội thuê. Đây là quy định mới và là cơ sở pháp lý quan trọng để Công đoàn Việt Nam thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong bối cảnh, tình hình mới. Trước sự tăng nóng của giá vàng trong nước, Tổng cục Thuế đã có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động mua bán vàng bạc đá quý. Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế, chi cục thuế thực hiện rà soát toàn bộ các doanh nghiệp, các hộ cá nhân kinh doanh, gia công vàng bạc đá quý trên địa bàn quản lý, đặc biệt là các hoạt động kinh doanh mua bán vàng nguyên liệu và vàng miếng. Trên cơ sở đó, thực hiện nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý thuế để thực hiện kiểm tra hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế theo quy định. Đồng thời, các cục thuế cần lập đơn vị đầu mối phụ trách chuyên môn, thực hiện nghiên cứu, triển khai, theo dõi và quản lý các doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh, chế tác vàng bạc, trang sức, mỹ nghệ. Từ đó kịp thời phát hiện các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh có phát sinh mua bán, chế tác vàng bạc đá quý nhưng không kê khai thuế, có sự chênh lệch giữa giá vốn, doanh thu thực tế với giá vốn, doanh thu kê khai thuế giá trị gia tăng.